Lục Độ Phật Mẫu hay là Đức Tarasan là một vị Bồ Tát rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Tây Tạng. Người tượng trưng cho lòng bi mẫn của chư Phật. Ở Tây Tạng, Đức Tara được biết với cái tên gọi là Dharma, một vị Bồ Tát thể hiện lòng từ bi mà các tu sĩ thuộc trường phái Phật giáo Kim Cương Thừa nương tựa để phát triển những phẩm chất nhất định, hiểu rõ thực tại, những giáo lý bí mật về tánh không và lòng bi mẫn. Nguồn gốc đức Lục Độ Phật Mẫu Tarasan. Trong Phật giáo Tây Tạng, phụ nữ thường đại diện cho trí tuệ hơn là từ bi. Tuy nhiên, Đức Tarasan là một trong những trường hợp ngoại lệ mà từ bi là một đặc điểm nổi trội. Nữ thần cũng thể hiện nhiều phẩm chất nữ tính như là xinh đẹp, từ bi, ấm áp và giải thoát nghiệp xấu cho chúng sinh trong vòng luân hồi. Tara có 21 hình thức, mỗi người có màu sắc và thuộc tính tâm linh khác nhau. Trong số các hình thức này, hai người đặc biệt nổi tiếng đối với người dân Tây Tạng là Đức Tarasan, hay còn gọi là Lục Độ Phật Mẫu, và Đức Tara Trắng, còn gọi là Bạch Độ Phật Mẫu. Đức Tarasan là được thờ cúng trong nhiều thiên niên kỷ. Các tác phẩm điêu khắc được tìm thấy trong hang động thời tiền sử 30.000 năm trước đã cho thấy rằng Tara đã được thờ cúng từ thời cổ đại. Tượng bằng đồng nguyên gốc được đúc vào năm 7 hoặc 8 sau công nguyên được tìm thấy ở tỉnh Đông Nam Lanka, giữa Trincomalee và Patikaloa. Tổng chiều cao của bức tượng là 143,75cm. Nguồn gốc thực sự của Đức Tarasan là từ Hindu hay là Phật giáo thì vẫn là đề tài nghiên cứu của các học giả. Trước khi nữ thần được đạo Phật chấp nhận, Đức Tarasan được tôn thờ trong đạo Hindu như là một biểu hiện của nữ thần Parvati, một trong nhiều hình thức của Shakti. Nguyên tắc nữ tính không được tôn kính trong Phật giáo cho đến thế kỷ thứ tư sau công nguyên, và Đức Tarasan bắt đầu xuất hiện trong truyền thống Phật giáo vào khoảng thế kỷ thứ sáu sau công nguyên. Vào thế kỷ thứ bảy ở Tây Tạng, người ta tin rằng Đức Tara được nhập thể trong mọi người phụ nữ mộ đạo và được tôn thờ trong đa số các cộng đồng Phật giáo trên thế giới. Người được kết nối với hai người vợ lịch sử của vị vua đầu tiên của Tây Tạng, Seron Bersan Sgampo, khoảng năm 649. Một người vợ từ Trung Quốc được cho là hóa thân của Đức Tara Trắng, trong khi người vợ từ Nepal là hóa thân của Đức Tara Xanh. Một câu chuyện về nguồn gốc của Tara kể lại: Đức Tara là con gái của một vị vua, công chúa có tên là Jinana Kanda. Một công chúa từ bi và thiêng liêng, thường xuyên cầu nguyện, dâng cúng Đức Phật và các chư tăng, do đó đạt mức độ cao của Bồ Đề Tâm. Cô đã tích rất nhiều công đức, và các nhà sư đã nói với cô rằng vì những thành tựu tinh thần của cô, họ sẽ cầu nguyện rằng cô sẽ được tái sinh như một người đàn ông và truyền bá giáo lý của Phật giáo. Cô trả lời rằng trong thực tế không có cái nào là mãi mãi, và rằng cô muốn duy trì hình dạng nữ giới để phục vụ những chúng sinh khác cho đến khi mọi người đạt được giác ngộ. Điều đó cho thấy sự thiếu hụt trí tuệ của nhà sư khi cho rằng chỉ có nam giới mới có thể truyền bá giáo lý đạo Phật. Về biểu tượng Đức Tarasan, Đức Tarasan được biểu hiện dưới hình tượng là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, đeo nhiều trang sức và còn rất trẻ. Trong nghệ thuật, người thường được minh họa bằng một cái chân bước ra khỏi vị trí tòa hoa sen, mở rộng để đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của chúng sinh. Nữ thần giữ hoa sen xanh, tượng trưng cho sức mạnh trí tuệ và sự thuần khiết. Hoa sen này được người nắm ở trong tay phải, được giữ ở ngực, bàn tay trái được giữ ngửa lên, với lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đây là Ahiya Mudra, là cử chỉ của nơi trú ẩn không sợ hãi, xua tan nỗi sợ hãi và chấp nhận hạnh phúc và sự bảo vệ thiêng liêng. Hoa sen xanh là cái loài hoa chỉ nở vào ban đêm, nó liên quan đến ý tưởng rằng Đức Tarasan sẽ bảo vệ chúng ta ngay cả trong thời gian tối tăm và sợ hãi. Đặc điểm nổi bật nhất là màu da xanh lá cây của người. Trong một truyền thuyết mà người được đặt tên bởi Bất Không Thành Tựu Như Lai, một trong năm vị Phật tối cao của Phật giáo Tây Tạng, một vị Phật có nước da xanh, Tara là người phối ngẫu tâm linh của vị Phật này. Trong một truyền thuyết khác thì Đức Tara xanh là một nữ thần rừng. Trong câu chuyện đó, người được thể hiện như được mạ trên lá, chỗ ngồi thiền của người được bao phủ bởi cây cối, thú rừng, tiếng chim hót, những thác nước vang dội và những loài hoa mọc khắp nơi, một khung cảnh tuyệt đẹp. Màu xanh lá cây tượng trưng cho hoạt động, đánh thức tâm trí và lòng trắc ẩn sâu sắc. Nó cũng là màu của gió và thiên nhiên. Đức Tarasan đáp lại lời cầu nguyện của chúng sinh nhanh nhẹn như gió. Các đồ trang trí như là tơ lụa và đồ trang sức mà Đức Tara mang bên mình chứng tỏ phẩm chất thanh cao của người. Tư thế chuẩn khi thiền định với lưng thẳng và mặt trăng phía sau tượng trưng cho sự sung mãn của hạnh phúc không thể lay chuyển. Ý nghĩa của từ Tara. Từ Tara có nghĩa là người cứu tinh hay là người giải phóng, và nó xuất phát từ gốc tiếng Trida, nghĩa là đi qua cái gì đó, chẳng hạn như là băng qua sông, biển, núi, hoặc là vượt qua bất kỳ tình huống khó khăn nào.
Do đó trong một cách tiếp cận bí truyền, có thể nói rằng Đức Tarasana luôn được kêu gọi khi mà chúng ta đối mặt với tình huống nguy hiểm, khi chúng ta phải quyết định trước một cái vấn đề mà có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như khi chúng ta ở một ngã tư và chúng ta không chắc chắn về hướng chúng ta cần phải đi, hoặc khi chúng ta phải quyết định đích đến từ một vài lựa chọn. Một ý nghĩa khác của từ Tara là ngôi sao, có nghĩa là Đức Tarasana vừa là người truyền cảm hứng cho chúng ta và là người dẫn chúng ta đi trên con đường tâm linh phức tạp này. Đức Tara là hiện thân của công hạnh giác ngộ. Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều bổn tôn, nhưng lục độ mẫu Tara là một trong những vị quán tưởng dễ dàng nhất, bởi vì hình ảnh của bà giống như bất kỳ ai trong chúng ta. Có những vị bổn tôn có 4 đầu, 6 tay, một số thì có 8 tay, và chúng ta phải quán tưởng các vị khi hành trì. Nhưng với lục độ mẫu Tara thì bạn có thể quán tưởng mẹ bạn hay là một người phụ nữ thân thiết nhất của bạn. Ngài Kenpo Sodagiya cũng đã từng giảng rằng lục độ mẫu Tara là bà mẹ cứu rỗi và giải phóng hữu hình chúng sinh. Bà giống như người mẹ trao cho chúng ta sự ấm áp bất tận. Vì vậy mà việc quán tưởng thực hành bản tôn lục độ mẫu Tara đem lại những thành tựu siêu việt là không thể nghĩ bằng. Sắc tướng Phật mẫu của Đức Tara biểu trưng cho trí tuệ là nhân tố chính để loại bỏ vô minh. Sự vô minh này đã gây lầm lẫn thực tại và là gốc rễ của sự đau khổ. Người phụ nữ có xu hướng cảm nhận và nhận thức nhanh chóng nhờ vào trực giác và trí tuệ bí mật. Đức Tara biểu trưng cho phẩm hạnh này. Một cách không quản ngại, Ngài có khả năng giúp chúng ta phát triển những phẩm hạnh đó. Do vậy Đức Tara được gọi là mẹ của tất cả chư Phật. Vì Ngài được biểu trưng cho trí tuệ chứng ngộ thực tại, nên Ngài hiện thân sinh ra để đạt toàn giác, là tâm tự do khỏi vô minh chấp thủ bản ngã,